đôi tay mười ngón thật xinh quyết làm công đức phát sinh căn lành. Bàn tay ấm áp tình nồng truyền nguồn năng lượng cứu người thoát nguy. Tổ công thầy thiên đường khai mở cứu người giúp ta phong ba bão tố vượt qua dẫn diều huynh đệ cùng nhau trở về. Thật xin quyết làm công đức phát sinh căn lành. Bàn tay ấm áp tình nồng truyền nguồn năng lượng cứu người thoát nguy. Không quên ơn tổ công thầy thiên đường khai mở cứu người giúp ta phong ba bão tố vượt qua dẫn diều huynh đệ cùng nhau trở về. Diều huynh đệ cùng nhau trở về.
con đã